chơi điện tử trên máy tính bảng của mình. Đã một tuần kể từ khi anh ấy đến chơi với chúng ta. Hãy đi gặp anh ấy nào. Yeah. Xin lỗi các bạn vì mình đã không đến chơi, nhưng tớ không thể đi khi đang chơi giữa chừng. Các bạn cứ chơi mà không có mình. Bob, chúng ta cần phải đưa Jack ra khỏi nhà, làm gì đó đi. Jack không biết mình đang bỏ lỡ điều gì. Hãy chơi một trò chơi tốt hơn trò chơi mà anh ấy đang chơi. Bạn có muốn chơi? Chơi chứ. Bây giờ mình nhận ra tầm quan trọng của việc vận động. Tớ xin lỗi vì đã không chơi với các bạn. Hãy chơi cùng nhau. Chào các em. Rất quan trọng để ra ngoài chơi. Đó giúp cho bạn năng động và bạn có thể gặp gỡ bạn bè. Thêm vào đó, nó rất vui, phải không?